Chợ Long Biên tấp nập từ 10 giờ tối đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau. Con ngõ nhỏ 187 Hồng Hà bao năm nay phải oằn mình cõng đoàn xe quá tải chở hải sản đã tạo thành những ổ trâu, ổ voi và bốc mùi hôi thối. Nhưng đây cũng là địa chỉ vàng để các xe hợp đồng trá hình chở hàng đón khách đi chợ về các tỉnh. 6 giờ sáng, những chiếc xe tải đã hết giờ xếp lốt. Những chiếc xe hợp đồng trá hình lần lượt xếp vào những chỗ còn trống để đón khách chở hàng. 6 giờ 10 phút, chiếc xe khách hợp đồng núp bóng tour du lịch lấy tên là Vinschool dừng đỗ ngay tại lòng đường, khiến con đường vốn đã chật hẹp nay lại càng bức bí. Đây là xe Hưng Yên ngày nào cũng chạy à anh? Ừ. Cứ giờ này là chạy à? Đây chạy. Mình chở cả hàng cả người đúng không? Mình của mình là đỗ ở đây bao giờ đấy? 6 rưỡi anh về. 6 rưỡi đã về rồi à? Ừ. Mình chở cả hàng cả người đúng không? Chở tất cái gì chở? Hàng gì? Thế là không bị công an phạt à? Không, mình lộp rồi thì phạt gì? Lộp gì? Lộp bến bãi thì phạt sao rồi? Mình đỗ đây mình phải lộp tiền bến bãi chứ. Thế à? Hàng tháng anh phải lộp á? Ừ. Không chỉ vậy, những chiếc xe 16 chỗ còn len lỏi đến tận ngõ ngách khu dân cư, chiếm luôn cả vỉa hè, lòng đường để đón khách đi chợ về. Thế là ngày nào cũng có hai cái xe ở đỗ đây hả anh? Đỗ ở tận đây quá. Hình như nó ở đây không hỏi gì. Này. Cụ con nhà em có lần nó đi đây nó lộp tiền rồi. Ai lộp? Hả? Ai lộp tiền? Bọn xe này lộp tiền. Bọn nó phải đóng tiền cho bọn chợ này gì. Thế à? Giá cho bến đóng tiền đây thì nó mới được đỗ đây à? Xe chạy lên Bắc Giang cũng nó lên tối nó đỗ ở trong vườn. Tối đỗ ở đâu? Tối đỗ vườn hoa. Thế sáng ngày sáng nào nó cũng đỗ đây à? Sáng nào bắt đầu đánh ra đây để đón khách. Chỉ một con ngõ nhỏ thế này mà xe hợp đồng hoạt động cả ngày, được xếp lốt thứ tự, đảm bảo không tranh giành khách giữa các nhà xe. Các con ngõ trên đường Hồng Hà cũng có rất nhiều xe hợp đồng trá hình đỗ trước cửa nhà dân suốt từ đêm cho tới sáng. Dân dã hiện nay đều nói là xe dù ở đâu, bến cóc ở đâu thì ai cũng biết, trừ các lực lượng chức năng ở địa bàn đó. Bây giờ đặc biệt là cái xe mà xe dù bến cóc á, thì khắp nơi nói từ mấy chục năm rồi mà bao nhiêu lần rồi là không ai làm được cái gì cả, nhưng rõ ràng đây có cái lợi ích nhóm của một số tổ chức, một số cá nhân. Hàng loạt xe 16 chỗ sau khi được hoán cải thành 9-10 chỗ gắn biển xe hợp đồng được coi như một lá bùa hộ mệnh, thoải mái đón trả khách suốt từ sáng tới đầu giờ chiều xung quanh chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.